Sau một tháng tổ chức, với sự tham gia của trên 7.000 đoàn viên thanh niên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện Đắc Hà, ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu đề án 06 của chính phủ, trao giải cho các tập thể cá nhân có kết quả dự thi cao nhất. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu đề án 06 của chính phủ do Công an huyện Đắc Hà, phối hợp huyện đoàn Đắc Hà và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tổ chức từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 21 tháng 9. Cuộc thi nhằm tuyên truyền nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng và những lợi ích đề án 06 của chính phủ. Cuộc thi thu hút sự quan tâm, tham gia của trên 7.000 cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn. Qua đánh giá, tỷ lệ câu trả lời đúng các đáp án đạt trên 60%. Qua đó thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi đề án 06 của chính phủ.